Thời gian gần đây, người dân trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đổ xô đi khai thác loại hải sản được biết đến với tên dân gian là con banh lông. Thậm chí, theo phong trào thì nhiều người dân đi khai thác còn không hiểu khai thác để làm gì. Nguyên nhân của tình trạng này là do các thương lái của Trung Quốc thu mua banh lông tại đây với giá khá cao. Trong khi đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, mặt hàng này cũng đã xuất hiện rải rác tại các khu chợ của người Hoa, nhưng người dân lại rất thờ ơ, khiến cho banh lông không tiêu thụ được. Cảng An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang những ngày này, nhiều người dân gác việc khai thác cá thông thường để tập trung đánh bắt banh lông, đánh bắt, sơ chế và mua bán ngay tại chỗ. Càng ngày, người dân đổ đi khai thác loại hải sản này càng đông. Nhiều người dân khai thác banh lông chỉ vì tin là thương lái Trung Quốc sẽ mua với giá cao, còn lại cũng không biết banh lông thực sự có giá trị ra sao. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, mặt hàng banh lông khô bắt đầu xuất hiện tại các khu chợ người Hoa, chủ yếu là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Người bán hàng cũng không biết cụ thể về sản phẩm này. Người ta đem vô ở đâu đem vô là mình thấy đẹp vừa ý là mình mua, đẹp khô là mình mua chứ. Đúng rồi, nó bán trôi nổi đó. Đồ hàng trôi nổi mà, nó xách lên bán thì mình mua. Theo nhiều ngư dân ở Kiên Giang, lúc đầu thương lái mua con banh lông từ 600.000 đến 700.000 đồng trên một ký. Số lượng bao nhiêu cũng tiêu thụ hết. Người dân khai thác không đủ bán. Tuy nhiên, sau đó, các thương lái bắt đầu giảm giá thu mua xuống rất thấp. Các đầu mối thu mua người Việt vốn chỉ bán cho thương lái Trung Quốc, giờ phải tìm nguồn tiêu thụ khác để bớt lỗ, đem lên thành phố Hồ Chí Minh bán. Tuy nhiên, ở đây banh lông cũng rất ế ẩm, khó tiêu thụ. Ít thôi, em không có bán được nhiều. Không có bán được một con nữa. Bán cái này đâu có chừng đâu. Hôm nay chưa bán được ký nào á. Theo các chuyên gia, đây là loại hải sản có tên khoa học là abalone, là một loại bào ngư có giá trị dinh dưỡng khá cao. Tuy nhiên, ít được biết đến với cái tên banh lông như dân gian thường gọi. Đồng thời, cũng không phải là một loại thực phẩm phổ biến với số đông. Cái thành phần thịt của cái con banh lông theo cái từ hiện nay chúng ta đang sử dụng á, thì chúng ta sẽ thấy là nó có khá nhiều các vi chất dinh dưỡng, trong này có nhiều chất khoáng, ví dụ như chúng ta thấy là có canxi, có kẽm, có magie và có selen, bên cạnh đó thì cũng có một số các cái iốt. Chúng ta thấy nó có thể sử dụng như một cái thực phẩm cung cấp chất đạm cho chúng ta hàng ngày. Như vậy, kịch bản thu mua của thương lái Trung Quốc không khác so với cách thu mua của nhiều sản phẩm khác tại thị trường Việt Nam. Đó là tăng giá để người khai thác Việt đổ xô làm. Có sản phẩm nhiều thì người nông dân bắt đầu bị thương lái ép giá, thua lỗ. Bài học đã có nhiều, nhưng cũng rất nhiều người dân Việt Nam vẫn mắc bẫy thu mua của thương lái Trung Quốc. Đây là những dụng cụ mà ngư dân Kiên Giang sử dụng để khai thác con banh lông. Các chuyên gia khẳng định, những dụng cụ này có khả năng gây sát thương các sinh vật đáy biển, hủy diệt hệ sinh thái dưới đáy biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản tự nhiên.